Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình là Chip Game. Video ngày hôm nay mình tiếp tục chơi cái series bao gồm hai tựa game. Tựa game thứ nhất đó là Hungry Shark. Các bạn xem nếu thấy hay đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé. Và nhớ nhấn vào chuông để nhận được những video mới nhất từ kênh của mình. Để chúng ta bắt đầu luôn nha. Ok. Rồi, mình sẽ bắt đầu chơi luôn. Đây có khá là nhiều đồ này. Để mình trang trí lên con cá của mình. Đấy, thôi mình sẽ bắt đầu chơi luôn. Trời ơi, nguyên cái hàm răng chà bá luôn. Đấy. Ăn luôn, chữ. Có người. Bơi nhanh. Cắn luôn. Rồi. Level up à? Rồi, mình muốn ăn con sứa thì cần phải có con cá size XL nha mới ăn được. Đấy, hiện tại con cá mình nó còn sai nhỏ. Ê. Ăn. Ok, được một viên kim cương đó. Mình được kích hoạt nội tại nên mình bơi nhanh nè, bơi nhanh thoải mái luôn. Đấy, không có sợ hết sức. Wow, khá nhiều cá. Rồi, mình đã kích hoạt nội tại lên rồi. Đó, giờ tao hồ mà bơi. Rồi, dưới đây nó có một cái cánh cửa nè. Giờ mình sẽ bơi xuống nha. Đấy, qua dòng. Bài đâu chúng ta đi xuống nhá. Trời ơi, con cua nó kẹp mình rồi. Ư con đây dữ vậy. Wow, trời ơi. Rồi, mấy cái này là cái đuôi cá. Rồi mình tiếp tục chơi quán thứ hai nha. Chạy đâu. Trời, chạy lại mình đâu. Lấy luôn, ăn người lấy luôn, ăn mấy người lấy luôn. Xuống này. Rồi, bị chết kẹo rồi. Quay lại. Bà đây đi đâu? Không thấy tôi ra sao mà chạy xuống đó. Ăn hết. Giờ mình lên mình săn người trước. Bên này có người nè. Ê, trời ơi. Công nhận nước sâu thiệt. Chạy nhanh. Ừ. Bị người ta cầm súng bắn à. Rồi ta được một viên kim cương nha. Trời ơi. Ông này nó bơi đâu. Wow, viên con dù chà bá luôn.
này càng có size M mới ăn được con vua đó. Con cá của mình còn nhỏ để mình đang tích góp tiền đó mua con bự hơn. Đấy đã kích hoạt cái nội tại rồi. Mới đâu lặn ở đâu hả hả? Ish, ish. Chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu mấy em. Wow, cá bự, cắn luôn, giò xong luôn. Bị mấy ông này cá hơn mình. Level của mấy ổng hơn mình nên cắn mình chết luôn rồi. Rồi, mình sẽ qua cái tựa game thứ hai. Đó là Hungry the Dragon. Đấy là game cá mập. Cá mập đói, còn này là dòng đói. Rồi, hôm nay ngày thứ bảy mình nhận được một cái trứng màu màu xanh nè. Để xem mình mở được cái một con gì đây. Trời ơi, một con bé. Ok. Giờ mình bắt đầu chơi luôn. Đó, ăn luôn. Rồi mình đã thu thập được một chiếc u nha. Rồi thêm một chiếc y nữa. Nhiệm vụ của chúng ta là thu thập chữ cái tên là Henry. Đấy. Hiện tại là mình mới thu thập được hai chữ rồi. Rồi, mình đã kích hoạt được nội tại xong rồi nha. Giờ mình tha hồ mà phun lửa tiêu diệt hết. Trời ơi, nội tại màu xanh lửa xanh à. Ừ, bài đó tự tử luôn ạ. Rồi cần có sai L mới ăn được. Chạy đâu, chạy đâu, cắn hết. Mình có hai con bé nó cắn phụ. Đấy, đấy. Chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu. Chạy đường nào cũng chết. Trời ơi. Cắn luôn. Ủa, mình ăn mấy đó mình hao hao máu rồi. Cắn luôn. Cắn hết. Rồi bây giờ mình mà bay lên chơi. Đấy cái trò chơi lúc nãy là ở dưới nước, còn cái trò chơi này là bay trên trời, bay lên không trung. Ừ, có gì đấy? Chữ ghê vậy, ghê vậy, chạy, chạy lên, chữ ư. Nguyên cái cỗ máy nó bắn mình, chữ là trừ. Hình như nãy mình thấy không lầm lầm, hình như là một cái con thỏ đang bay thì phải. Rồi, kích hoạt nội tại xong, chơi hết luôn, khô máu luôn. Rồi được một viên kim cương nha. Đấy bay lên trời ăn mấy con chim.
Được trái ớt rồi. Trời ơi. Wow. Trái ớt nó cũng giống như cái nội tạng của mình á. Phun lửa. Không sợ bất cứ con gì luôn á. Ơi. Trời ơi. Ừ, ăn nhầm một phép mà chết luôn á. Ghê thiệt. Rồi, mình đạt được 84.386 điểm. Cái điểm cao nhất của mình hồi lâu giờ luôn. Wow. Rồi, ok. Mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu thấy đừng quên để lại một like, chia sẻ, đăng ký kênh với mình nhé. Nếu các bạn cảm thấy hai cái tựa game này hay á, thì các bạn nhớ comment phía bên dưới đây để cho mình biết, mình có thêm động lực để ra nhiều video như thế này. Ok, cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye.